Xin chào các bạn nhỏ, chào mừng các bạn đã đến với Học Văn Chị Hiền. Chị rất vui khi được đồng hành cùng các bạn học sinh lớp 2 trong chương trình môn tiếng Việt, bộ sách Cánh Diều. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu một bài đọc trong chủ đề số 5, Ngôi nhà thứ 2. Bài đọc mang tên Trường Em. Bài đọc ngày hôm nay gồm có 4 phần chính: phần 1, đọc; phần 2, đọc hiểu; phần 3, luyện tập; và cuối cùng là phần 4, củng cố và dặn dò. Đầu tiên thì chúng mình sẽ đến với phần 1, phần đọc nhé. Ngay từ nhỏ, chúng mình đã được bố mẹ đưa tới trường để học tập này. Vậy nên chắc chắn mỗi bạn đều dành tình cảm đặc biệt cho ngôi nhà thứ hai này đúng không? Và bạn Hà trong câu chuyện Trường Em cũng như thế. Vậy thì ngay bây giờ, chị sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu về bài Trường Em để khám phá về ngôi trường của bạn Hà được không? Tuy nhiên, trước hết các bạn cần lưu ý về cách đọc bài này. Hãy đọc thật to, rõ ràng, giọng đọc thì vui tươi, phấn khởi và hào hứng nha. Còn bây giờ, các bạn hãy nhìn lên màn hình hoặc theo dõi trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, bộ sách Cánh Diều trang 43, lắng nghe và đọc cùng chị nào. Trường Em. Vậy là Hà đã được học ở ngôi trường mới. Nhớ lại năm ngoái, giờ ra chơi, em và các bạn thường trò chuyện về ngôi trường đang xây và tưởng tượng biết bao điều. Giờ đây, những mơ ước ấy đã thành hiện thực. Trường mới rất khang trang, từ cổng trường đến các lớp học, chỗ nào cũng được khoác tấm áo mới thật đẹp. Hà và các bạn thích khu vườn trường có đủ các loại cây. Cạnh vườn trường là thư viện xanh với rất nhiều cuốn sách hay. Đó là nơi các bạn Hà hẹn nhau sau mỗi buổi học. Cuối hành lang mỗi tầng đều có một khu vệ sinh rộng rãi và sạch sẽ. Một năm học bắt đầu, ngôi trường mới đã trở thành ngôi nhà thứ hai, là niềm vui của Hà và các bạn. Theo Bích Hà. Các bạn thấy câu chuyện về ngôi trường của Hà như thế nào? Có hay không nhỉ? Hãy nhớ nghe và luyện đọc lại thật nhiều nha. Sau khi đã đọc bài một cách thành thạo, thì chúng mình sẽ đến với phần đọc hiểu. Câu hỏi đầu tiên vô cùng đơn giản. Tìm những chi tiết cho thấy Hà và các bạn rất háo hức mong chờ ngôi trường mới. Những chi tiết cho thấy Hà và các bạn rất háo hức mong chờ ngôi trường mới là: năm ngoái, giờ ra chơi, Hà và các bạn thường trò chuyện về ngôi trường đang xây. Tưởng tượng biết bao điều về ngôi trường. Tiếp đến là câu hỏi thứ hai. Hà và các bạn thích những gì ở ngôi trường mới? Những điều mà Hà và các bạn yêu thích ở ngôi trường mới là: có đủ loại cây, thư viện xanh với nhiều cuốn sách hay, và cuối hành lang mỗi tầng đều có khu vệ sinh rộng rãi và sạch sẽ. Còn đây là yêu cầu của câu hỏi thứ 3. Theo em, vì sao trường mới trở thành ngôi nhà thứ hai của Hà và các bạn? Theo em, trường mới trở thành ngôi nhà thứ hai của Hà và các bạn là bởi vì trường có thầy cô và bạn bè, mọi người luôn yêu thương và gắn bó với nhau. Thời gian mà Hà và các bạn ở trường cũng rất nhiều. Mỗi một khu vực trong trường như vườn trường hay thư viện đều khiến Hà và các bạn yêu thích. Vậy là chị đã cùng với các bạn trả lời xong 3 câu hỏi ở phần đọc hiểu. Chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần luyện tập nhé. Nếu như bài tập đọc Cái Trống Trường Em giúp chúng ta trau dồi vốn từ, thì bài học ngày hôm nay lại rèn cho chúng ta về cách đặt câu hỏi. Bài tập 1 yêu cầu đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm. Ý A, học sinh trò chuyện về ngôi trường đang xây. B, các bạn hẹn nhau ở thư viện sau mỗi buổi học. Đầu tiên, hãy xác định bộ phận in đậm trong câu văn, sau đó đặt câu hỏi theo mẫu ai làm gì. Bộ phận in đậm trong câu A là trò chuyện về ngôi trường đang xây. Ai ở đây là học sinh? Do đó, chị có thể đặt câu hỏi học sinh làm gì? Tương tự đối với câu B, chúng mình có thể hỏi các bạn làm gì? Bài tập số 2 cũng vô cùng đơn giản. Theo em, các bạn học sinh sẽ làm gì
để ngôi trường mới luôn sạch sẽ. Mẫu, các bạn sẽ trồng nhiều hoa trong vườn trường. Bài này yêu cầu các bạn đặt câu hỏi theo mẫu ai làm gì để miêu tả hoạt động của các bạn học sinh. Trong câu mẫu, chúng ta có thể thấy các bạn trả lời cho câu hỏi ai, còn bộ phận trồng nhiều hoa trong vườn trả lời cho câu hỏi làm gì. Tương tự như vậy, chị có một số câu mẫu như sau. Các bạn sẽ giữ gìn vệ sinh môi trường. Các bạn sẽ chăm sóc cây trong trường. Các bạn sẽ không vứt rác bừa bãi. Và cuối cùng, các bạn sẽ không vẽ bậy lên tường. Các bạn đã hiểu hết những bài tập ở phần luyện tập chưa? Nếu còn điều gì thắc mắc, hãy để lại ở phần bình luận để chị có thể giải đáp cho các bạn nha. Còn bây giờ, chúng mình sẽ đến với phần củng cố và dặn dò. Sau khi tìm hiểu xong bài đọc này, chị muốn nhắn nhủ đến các bạn một vài điều như sau. Đầu tiên, trường học như ngôi nhà thứ hai mà chúng ta cần phải yêu thương và giữ gìn. Và thứ hai, hãy luôn vui vẻ và hứng khởi khi tới trường, cố gắng để trở thành một người con ngoan, trò giỏi nhé. Về nhà, các bạn hãy tập trả lời lại các câu hỏi và đừng quên chuẩn bị thật chu đáo cho bài học tiếp theo nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn!